Sau hai mùa anime Garo lấy bối cảnh thời cổ trang, dòng phim anime Garo đã chuyển sang một bước đi mới. Kỳ này, RTK Media chúng mình sẽ giới thiệu cho các bạn loạt anime thứ 3 của Garo, cũng là loạt anime cuối cùng tính tới thời điểm hiện tại, đó là Garo Vanishing Line. Vanishing Line là series anime thứ 3 của loạt anime Garo. Phần phim có tất cả 24 tập và chiếu từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 3 năm 2018. Được biên kịch bởi Yoshimura Kiyoko, một biên kịch anime nổi tiếng với loạt phim Car Fight Vanguard. Câu khẩu hiệu của phim là thời điểm tương lai kết nối với quá khứ và tương lai hứa hẹn vượt ra khỏi kết cục. Trước khi đi vào nội dung chính thì chúng mình cũng xin lưu ý, những gì sắp được đề cập tiếp theo có thể chứa rất nhiều tình tiết spoiler. Các bạn nên cân nhắc trước khi xem tiếp nhé. Vanishing Line lấy bối cảnh thời hiện đại tại thành phố lớn tên là Russell. Phim xảy ra tại một tương lai rất xa sau sự kiện của movie Divine Flame. Câu chuyện vẫn xoay quanh những trận chiến chống lại horror của loài người. Người sở hữu danh xưng Garo của thời đại này là Sword. Trong một lần truy lùng và điều tra những vụ mất tích bí ẩn nghi ngờ liên quan đến horror, anh gặp gỡ một cô bé mồ côi tên là Sophie, hiện đang tìm kiếm người anh trai bị mất tích của mình. Sophie cùng với Sword và những người bạn của anh là Luke và Gina bắt đầu lên đường điều tra vụ việc này, và toàn bộ câu chuyện xoay quanh một từ khóa bí ẩn mang tên El Dorado. Về bối cảnh thế giới trong phim, khác với hai mùa anime trước là Viêm Khắc Ấn với bối cảnh mang phong cách châu Âu và Hồng Liên Nguyệt với bối cảnh là nước Nhật thời Heian. Bối cảnh của Vanishing Line là thế giới thời hiện đại với phong cách tương tự như nước Mỹ. Nhìn chung, bối cảnh hiện đại cùng với cách thức hoạt động của giới kỵ sĩ mang bầu không khí có phần tương tự với thời đại của Garo Ryuga bên tuyến phim live action. Hội đồng ma giới hoạt động dưới hình thức là một quán ăn, một nơi khá kinh điển trong các bộ phim có yếu tố truy tìm và thu thập thông tin. Như vậy, các bạn có lẽ đã nắm được một số nội dung cơ bản rồi phải không? Trước khi đi đến đánh giá toàn bộ nội dung phim, chúng mình sẽ điểm qua phần nhân vật trước đã nhé. Phần phim có tuyến nhân vật đơn giản được chia ra làm hai phe rõ rệt là phe chính diện và phe phản diện bao gồm các horror. Không có bất kỳ thế lực hay nhân vật phản diện thứ ba nào thuộc loài người thao túng horror như các series Garo thường thấy. Mở đầu cho phe chính diện, nhân vật chính của bộ phim là Sword. Tên thật của anh là Wilhelm Ragnvald. 10 năm trước, cha anh bị giết bởi horror, để lại anh và em gái là Lizzie. Là người thừa hưởng dòng máu Garo, anh đã quyết tâm tập luyện để bảo vệ em gái mình. Nhưng vài năm sau đó, bi kịch ập tới khi em gái anh chết trong một vụ nổ. Sự việc này khiến cho anh suy sụp. Sau khi biết được chuyện này liên quan đến horror và El Dorado, anh đã trở nên quẫn trí và trút giận hết lên các horror. Tuy nhiên, hiểu được em gái mình không muốn anh trở nên như vậy, anh đã lấy lại tinh thần, lấy mật danh là Sword, kế thừa danh xưng Garo và trở thành người bảo vệ thành phố Russell. Về tính cách, Sword là con người bộc trực, thẳng thắn và vui vẻ. Mặc dù rất thông minh và nhạy bén, nhưng anh ta lại khá liều lĩnh, thiếu kiên nhẫn và cực kỳ cục xúc với horror. Mỗi khi giáp mặt bọn chúng là lao tới đấm túi bụi. Điều đó khiến anh bị coi là một tên ngốc trong mắt mọi người. Khác với những Garo trước đây mà chúng ta được biết, Sword rất dễ siêu lòng trước gái đẹp và tôn thờ ngực bự. Mặc dù công việc của ma giới yêu cầu bí mật, nhưng Sword ít khi quan tâm đến điều đó. Thậm chí khi chiến đấu, anh cũng không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh hay những thiệt hại mà anh gây ra. Sword có thân hình vạm vỡ, to lớn, có cái bụng như không đáy và thường xuyên ở quán ăn của sở phiên khuyển khi không làm nhiệm vụ. Sword có lối sống giản dị, khác với những đồng sự khác trong giới, ăn mặc có phần sành điệu và sang chảnh hơn. Sword sống trong một căn hộ ở một nhà hàng Trung Hoa thuộc sở hữu của Phi Long, một cựu ma giới kim thuật sư, và được ở miễn phí với điều kiện phải nấu bữa sáng cho nhân viên ở đây. Về trang bị, vũ khí của anh là Garo Ken, có hình dạng một thanh cự kiếm với kiểu dáng thiết kế cơ khí hiện đại phù hợp với vóc dáng vạm vỡ của Sword. Thanh kiếm này có khả năng thu gọn để Sword dắt lên lưng. Tuy nhiên, khác với những Garo khác, anh thường xuyên dùng tay đấm nhau với horror nhiều hơn là dùng kiếm. Phương tiện di chuyển của anh là một chiếc mô tô ma đạo. Chiếc xe cũng đóng vai trò như một Goten, hỗ trợ anh chiến đấu với horror. Bằng việc dùng Zaruba như chìa khóa, Zaruba có thể điều khiển chiếc xe như cơ thể của mình. Do đó, phần phim này gia tăng vai trò hỗ trợ của Zaruba lên nhiều hơn. Và như đặc trưng của các phần phim anime, Sword cũng có bộ giáp Garo mang phong cách của riêng mình. Bộ giáp của anh to lớn, vạm vỡ, mang thêm dáng dấp cơ khí,
cùng những đường viền phát sáng màu hồng trên giáp lẫn kiếm. Tựu trùng lại, Sword là hình mẫu Garou phá cách chưa từng có trước đây, cả về mặt tính cách lẫn phong cách chiến đấu. Anh cũng là người có một quá khứ đau thương, nhưng khác với hai nhân vật trước đó là Leon với sự thù hận và Raikou với lòng bao dung. Nội tâm của Sword có phần phức tạp khi anh cố gắng vì em gái mình mà sống thật tốt, song vẫn bị ám ảnh bởi bóng ma tâm lý trong quá khứ về El Dorado. Do vậy, mặc dù là một nhân vật trưởng thành, có ý chí mạnh mẽ và vững vàng, bộ phim vẫn là cuộc hành trình của anh đi tìm cho mình sự thanh thản trong tâm hồn. Tiếp theo là Sophie, tên đầy đủ là Sophia Sophie Hennes. Cô bé là nữ chính của phần phim này, là một đứa trẻ mồ côi cùng anh trai mình là Martin sống tại nhà tình thương Catherine. Tuy nhiên, Martin lại mất tích và điều này cũng liên quan đến El Dorado. Sophie đã dành suốt 3 năm trời để điều tra về El Dorado thông qua mạng xã hội. Trên đường đi tìm manh mối về Martin, cô bị Horror tấn công và được Sword giải cứu. Khi biết Sword có liên quan đến manh mối về El Dorado, cô quyết định bám theo anh. Ban đầu, Sword phản đối cho Sophie đi theo mình, nhưng dần dần khi thấy sự kiên trì của cô cũng như nhận thấy những Horror liên quan đến El Dorado đang nhắm tới cô, Sword đã quyết định để Sophie ở bên mình và họ cùng nhau khám phá ra sự thật về El Dorado. Sophie là một cô bé mạnh mẽ với tính cách tự lập, luôn cố gắng làm mọi cách để tìm kiếm người anh trai của mình, dù cho bản thân sẽ gặp phải nguy hiểm. Tính cách của cô khiến cho Sword nhớ tới em gái đã khuất của mình. Sophie cũng giúp cho Sword trong việc tìm kiếm những thông tin qua mạng. Nhìn chung, nữ chính của Vanishing Light là một con người bình thường, một dạng nhân vật mà chúng ta đã từng gặp qua ở Kaoru trong tuyến phim nhà Sejima. Cả hai đều có vai trò mắt xích trong mạch truyện, cũng như có vai trò nhất định trong những trận chiến cuối cùng của phim. Nhưng khác với Kaoru, Sophie có phần liên kết trực tiếp với mạch truyện của phim hơn do mối liên hệ của cô với El Dorado. Nhưng ngược lại, tính cách và hành động của Sophie ít nhiều vẫn khiến người xem cảm thấy khó chịu và không mấy thiện cảm với nhân vật này cho lắm. Nhân vật tiếp theo là Luke. Tên thật của anh là Lukather Harden, một ma giới kim thuật sư kiêm ma giới kỵ sĩ. Anh được sinh ra trong một gia đình có cha là kỵ sĩ, còn mẹ là kim thuật sư. Cha anh là một kỵ sĩ danh tiếng với danh xưng Trần Minh kỵ sĩ Borg, hay còn gọi là Bạch Ngân kỵ sĩ. Luke từ nhỏ đã mơ ước trở thành một kỵ sĩ và thừa hưởng danh xưng từ cha, nhưng anh vẫn kiêm tu luyện cả kiếm thuật và giả kim thuật. Nhưng rồi một ngày, cha anh vì ham muốn sức mạnh mà đi vào bóng tối. Hắn ta đã giết chết vợ mình trước sự chứng kiến của Luke. Do đó, Luke từ bỏ con đường kỵ sĩ và trở thành một kim thuật sư. Được phân công nhiệm vụ đến thành phố Russell, anh hỗ trợ đắc lực cho Garou trong các nhiệm vụ với vai trò là xạ thủ, hỗ trợ phép thuật và dọn dẹp chiến trường lộn xộn do Sword gây ra. Luke bị sang chấn tâm lý và ám ảnh bởi cái đêm mà cha anh ra tay tàn sát vợ. Luke trở nên lạnh lùng và cách biệt. Anh hoàn toàn phớt lờ người dân bắt chuyện với mình và chỉ tập trung vào săn Horror trong âm thầm. Anh có phần khó chịu với Sword do cách hành động ồn ào và lộn xộn, cho rằng mà giới kỵ sĩ quá thiếu chuyên nghiệp và quá can thiệp vào thế giới của con người. Tuy nhiên, mặc dù không muốn làm việc cùng với Sword, Luke vẫn miễn cưỡng thừa nhận sức mạnh của anh ta. Luke cũng rất độc lập, tự tin vào kỹ năng và sức mạnh của chính mình, dẫn đến việc anh ghét phải nhờ vả từ bất kỳ ai. Anh căm thù cha mình đến mức luôn mất đi sự điềm tĩnh và lạnh lùng vốn có mỗi khi gặp ông ta. Nhưng dần dần, Luke đã tìm lại được chính mình, hiểu được ý nghĩa thật sự của một người bảo vệ. Anh trở nên cởi mở và ấm áp hơn, chấp nhận thân phận kỵ sĩ của mình. Về cuối bộ phim, chúng ta sẽ được nhìn thấy Luke cùng với bộ giáp kỵ sĩ mới của riêng anh là Zelos. Như chúng mình vừa đề cập ở trên, Luke có cả kỹ năng của một ma giới kim thuật sư lẫn ma giới kỵ sĩ. Vũ khí chính của anh là súng, gồm một cặp súng ngắn và một khẩu súng trường, sử dụng bùa chú lên những viên đạn. Sau này, anh cũng có cho mình một thanh ma giới kiếm, giúp anh có thể chiến đấu cận chiến. Luke là một nhân vật có bối cảnh xây dựng rất ấn tượng, mang cho mình hai thân phận, kỵ sĩ lẫn kim thuật sư như Fudo Leo, kỹ năng sử dụng bùa phép bằng súng như Rian, một nỗi đau mất mát người thân vì một kỵ sĩ bóng tối như Suzumura Rei, cùng sự lạnh lùng của Fujiwara Yasusuke. Tất cả tạo nên một nhân vật Luke có phong cách rất riêng biệt. So với Yasusuke từ Hồng Liên Nguyệt, Luke có phần được khai thác tốt và có đất diễn thể hiện nhiều hơn. Bối cảnh và con đường giúp anh thoát khỏi sự hận thù để giác ngộ cũng đều được khai thác. Tuy nhiên, điểm trừ lớn nhất là câu chuyện về anh khá ngắn ngủi và rời rạc. Do đó, dù có nhiều đất diễn hơn, nhưng câu chuyện về Luke vẫn tạo cảm giác không liên kết. Ân oán giữa anh và cha mình không được giải quyết một cách triệt để.
Các Garo hầu như đều có cho mình một trợ thủ ngực bự, và Sword cũng vậy. Gina, tên đầy đủ là Gina Evans, là một giả kim thuật sư đầy quyến rũ và là một người cộng sự đáng tin cậy của Sword. Cô là một kim thuật sư đa tài, thành thạo cả súng, bùa phép lẫn thẻ bát quái ma đạo. Cô thường xuyên hoạt động một mình như một mật vụ và chỉ chủ động tìm đến cộng sự hợp tác khi cần. Cô có một con thú nhỏ tên là Mia, giúp cô che chắn ánh mắt tà dâm của Sword khi nhìn chằm chằm vào ngực cô. Gina chủ yếu nắm vai trò hỗ trợ trong phim. Câu chuyện và quá khứ của cô đều không được khai thác. Tuy nhiên, Gina vẫn thể hiện rất tốt trong vai trò của mình và để lại ấn tượng đáng nhớ đối với người xem. Như vậy, chúng ta đã điểm qua từ nhân vật chính diện của phim. Nhìn chung, các nhân vật vẫn thể hiện ra được màu sắc và ấn tượng riêng của mỗi người, vừa quen thuộc lại vừa mới mẻ. Ngoài những nhân vật vừa nêu, chúng ta cũng có những nhân vật phụ góp phần không nhỏ tương trợ cho tuyến chính như ông chủ nhà hàng Phi Long, cô cháu gái Mai Phương và không thể không kể đến cô em gái Lizzie, người có tầm ảnh hưởng rất lớn trên con đường trở thành kỵ sĩ của Sword. Ngoài ra, còn có sự góp mặt của Gorm, phiên khuyển trong phần phim Viêm Khắc Ấn, và đồng thời bà ta cũng đóng vai trò phiên khuyển của thời đại này. Và bây giờ, chúng ta hãy tiếp tục khám phá tới phe phản diện nhé. Phản diện lần này là Horror, đứng đầu bởi King, một horror từ thời cổ xưa và cũng là kẻ đứng sau El Dorado. Dưới King có ba cận vệ của hắn là Bishop, Knight và Queen, được gọi là nhóm tam kiếm. Đầu tiên là Bishop, một trong tam kiếm của El Dorado và còn là kẻ giám sát. Khác với hai tên còn lại, hắn có phần vui tươi và nham hiểm. Hắn bị King khống chế và buộc phải nghe theo mệnh lệnh. Do đó, hắn không thật sự trung thành. Bishop thích chơi trò đấu trí, luôn âm thầm ra lệnh thao túng từ phía sau. Hắn cũng chưa từng trực tiếp ra tay chiến đấu. Do vậy, động cơ và hành động của hắn trong suốt cả phim đều không rõ ràng và vẫn còn là một ẩn số. Có thể nói, Bishop là một kẻ bí ẩn với hành tung mờ ám và tạo cảm giác nguy hiểm nhất trong cả bộ phim. Trong phần phim này, mặc dù hắn chưa được thể hiện nhiều, nhưng việc hắn sống sót tới tận cuối phim khiến cho người xem có thể hy vọng về sự tái xuất của hắn trong tương lai. Tiếp theo là Knight, là thành viên thứ hai của nhóm tam kiếm. Tên thật của hắn ta là Christopher Harden và là cha của Luke. Đúng với biệt danh Knight, Chris từng là một ma giới kỵ sĩ nổi danh với danh xưng Bạch Ngân kỵ sĩ. Ông ta ban đầu có một gia đình hạnh phúc, là một người cha đầy nghiêm khắc nhưng hết mực quan tâm tới Luke, huấn luyện anh với mong ước trở thành người kế vị cho mình. Nhưng Chris lại bị ám ảnh bởi sức mạnh một cách cực đoan, coi việc có được sức mạnh và chiến đấu với những đối thủ mạnh mẽ hơn là mục đích sống của mình. Hắn bắt đầu nghiên cứu cuốn sách ma đạo bị cấm và dần sa vào bóng tối. Hắn ta giết vợ của mình vì cho rằng gia đình chính là điểm yếu, cũng là để gạt bỏ quá khứ lại phía sau. Tuy nhiên, hắn vẫn để cho Luke được sống. Chris gia nhập dưới trướng của El Dorado và trở thành kỵ sĩ hắc ám. Knight là một kẻ tàn nhẫn, máu lạnh và hiếu chiến. Hắn chỉ xem trọng sức mạnh và coi sức mạnh như mục đích để tồn tại. Hắn coi thường kẻ yếu, cho rằng đó là những kẻ đáng bị tiêu diệt. Hắn khinh rẻ tư tưởng chiến đấu để bảo vệ của các ma giới kỵ sĩ, coi đó là sự yếu đuối và lãng phí. Do đó, hắn cho rằng Sword đang bôi nhọ danh xưng Garo của chính mình. Knight có phần tương tự với hắc kỵ sĩ Kiba, vì họ đều là kỵ sĩ sa vào bóng tối vì thèm khát sức mạnh. Nhưng khác với Kiba có quá khứ bi thương, thì Knight lại vốn có một cuộc sống hạnh phúc, là một kỵ sĩ được nhiều người ngưỡng mộ, nhưng lại quá thèm khát sức mạnh. Knight có thể nói là một nhân vật ấn tượng, nhưng có vẻ phía biên kịch đã có phần tham lam khi cố cho hắn ta trở thành kẻ phản diện đối đầu với Garo thay vì Luke. Lẽ ra Knight sẽ đóng tốt vai trò kiếp phụ, là kẻ thù chính của Luke và đóng góp cho sự phát triển của anh. Nhưng đáng tiếc, hắn lại trở thành một trùm cuối thứ hai như cách mà Kiba trở lại sau khi Koga đánh bại Messier, và cả hai đều cho ra một kết quả tương tự. Việc cố gắng biến Knight trở thành một phiên bản lỗi của Kiba đã khiến nhân vật này dần trở nên thừa thãi và làm hỏng cốt truyện chính xoay quanh El Dorado. Tiếp theo là Queen, thành viên thứ ba của nhóm tam kiếm. Queen là một ma giới kim thuật sư, nhưng lại sa vào bóng tối và trở thành horror. À ta hoàn toàn tuyệt đối trung thành với King, sẵn sàng tiêu diệt bất kỳ ai thách thức quyền uy của ông ta. Là một horror cấp cao, Queen là một kẻ thù đáng gờm và cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù không có nhiều đất diễn như hai đồng sự của mình, nhưng à ta lại giúp hoàn thiện đội hình chuẩn của phe phản diện. Bởi khi chúng ta có một Bishop âm mưu nham hiểm, một Knight hiếu chiến chỉ khao khát sức mạnh, thì việc có một Queen với lòng trung thành tuyệt đối với kẻ đứng đầu là điều cần có cho một phe phản diện. Đồng thời,
À cũng là một kiểu nhân vật cản đường mạnh mẽ thiết yếu để các kép phụ như Gina hay Luke có thể tỏa sáng trong khi nhân vật chính đối đầu với trùng cuối. Sau cùng là King, một horror cổ đại từ thời Hồng Liên Nguyệt. Biệt hiệu King là do hắn tự đặt ra cho mình. Khác với các ông trùm horror khác, hắn không phải một horror mạnh mẽ. Hắn đáng sợ ở trí thông minh của mình. Kẻ khôn thì sống dai. Hắn tránh né va chạm với hội đồng ma giới qua nhiều thế kỷ và ẩn mình trong bóng tối, tính kế thao túng từ phía sau. Hắn là kẻ đứng sau lôi kéo những người trong hội đồng ma giới xa vào bóng tối, là kẻ đứng sau El Dorado, là nguyên nhân cho cái chết của Lizzie và sự mất tích của Martin. King là dạng trùm cuối chưa từng có từ trước tới nay trong vũ trụ Garo, không tập trung vào sức mạnh mà được khai thác sâu vào trí tuệ. Nhờ vào điều đó, King đã tạo nên sự mới mẻ nhưng vẫn rất khó nhằn với các nhân vật chính của chúng ta. King giúp cho nhà sản xuất tiết kiệm được kinh phí bởi thiết kế khá đơn giản. Cũng thông qua hắn ta, chúng ta biết được các phần phim Garo anime đều có sự liên kết với nhau theo thứ tự về mặt thời gian. Tiệu chung lại, phía phản diện được xây dựng cực kỳ tốt, đội hình đồng đều và trở nên rất nguy hiểm vì giờ đây chúng đã biết hình thành một tổ chức, biết tư duy chiến lược và biết vận dụng công nghệ số phục vụ cho âm mưu của mình. Về phần âm nhạc, Vanishing Line sở hữu những bài nhạc ấn tượng. Phim có hai bài opening là EMG và Howling Sword. Không ngoài mong đợi từ Jam Project, nhạc phim thể hiện được rất trọn vẹn tinh thần của bộ phim và mang âm hưởng như những ca khúc của Gold Storm. Hai bài ending là Sophia và Promise trải lại mang giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng. Về khoảng hành động, khắc phục được những điểm trước đó từ Hồng Liên Nguyệt. Có lẽ cũng bởi phong cách chiến đấu của Sword cục súc và bạo liệt, các phân cảnh chiến đấu trong phim có phần trở nên mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Phân cảnh chiến đấu có thể xem là điểm cộng của phần phim này. Sau cùng, để đánh giá tổng thể về bộ phim, nhìn chung, Vanishing Line sở hữu nội dung đơn giản, không quá xuất sắc, song cũng khá mạch lạc và dễ tiếp nhận. Việc kết hợp tính truyền thống và yếu tố công nghệ vào phim chính là điểm ấn tượng vượt bậc của phần phim này. Tuyến nhân vật được xây dựng tốt, bối cảnh ấn tượng, có nét đặc trưng riêng, không khai thác dàn trải và hoàn thành tốt vai trò của mình. Nhân vật chính có sự phá cách ấn tượng đầy thu hút. Tuyến phản diện cũng gây được sức hút bởi tính tổ chức và biết thao túng vận dụng công nghệ, điều mà những horror khác đều chưa từng làm. Nhìn chung, phim vẫn mang nhiều điểm gợi nhớ tới Garo, Hắc Lang Trương hay Gold Storm. Thêm vào đó, phim ghi điểm ở khâu hành động bắt mắt và nhạc phim hay, cuốn hút. Tuy nhiên, có điểm hay thì tất nhiên cũng phải có những điểm dở. Vì nội dung đơn giản nên không như phim khắc ấn có yếu tố tình cảm gia đình làm điểm nhấn, hay Hồng Liên Nguyệt có yếu tố chính trị xã hội, Vanishing Line không mang lại quá nhiều thông điệp cuộc sống, thậm chí còn mang hơi hướng một bộ phim anh hùng thuần túy. Nhân vật chính không được quá tập trung phát triển, chưa thể hiện rõ được sự trưởng thành của bản thân sau khi gỡ bỏ được những ám ảnh quá khứ về El Dorado. Nhân vật Luke thì dù gây được ấn tượng nhất định nhưng lại không được khai thác một cách tối ưu. Và cũng như những gì chúng mình đề cập phía trên, việc nhân vật Knight miễn cưỡng ăn theo cái bóng của Kiba mà giao chiến với Garo thay vì Luke đã phản tác dụng khi vô tình khiến cho câu chuyện đầy bi tráng về hai cha con Knight và Luke trở nên thừa thãi, thiếu sức nặng. Và đó là tất cả những gì nhóm chúng mình muốn giới thiệu và nhận xét về series Garo Vanishing Line. Các bạn có cảm nhận nào khác về phần phim này, cũng như về video của nhóm thì nhớ để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới để chia sẻ cho chúng mình được biết nhé. Đừng quên like, share và subscribe để tạo động lực cho chúng mình ra mắt thêm nhiều video thú vị hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kai Toki của RTK Media. Xin chào! アンネットは全て封印した。お前が最後だ。ジョーカー！俺とお前は戦うことでしか分かり合えない。